cuộc sống xa hoa của công tử phố núi. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Cường Đô La là cái tên quá đỗi quen thuộc trong suốt nhiều năm qua, bởi luôn khiến công chúng phải trầm trồ từ cuộc sống giàu sang, sở hữu loạt siêu xe đắt tiền. Thời gian gần đây, bên cạnh cuộc sống xa hoa vẫn thở thấy, dư luận liên tục réo tên Cường Đô La khi doanh nghiệp của gia đình đại gia phố núi này liên quan đến lùm xùm dự án Phước Kiển với tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Cuộc sống của công tử phố núi cho đến CEO điều hành công ty nghìn tỷ khét tiếng cỡ nào khiến báo chí và dư luận luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vậy. Nguyễn Quốc Cường còn được biết đến với biệt danh Cường Đô La, sinh năm 1982, quê ở Gia Lai. Anh là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, đại gia bất động sản và kinh doanh cao su lớn nhất nhì Gia Lai, có giá trị tài sản lên tới 12.400 tỷ đồng. Giai thoại mang tên Cường Đô La có từ khi anh lên 11 tuổi. Đại gia phố núi đã gây sốc cho nhiều người khi có một lần anh đọ giàu với một công tử xài thành. Để kết thúc cuộc đấu không có hồi kết, Cường Đô La đã rút chiếc điện thoại Vertu trị giá 20.000 đô la Mỹ từ trong túi ra và ném xuống sông. Sau đó anh lên xe ra về trước sự ngỡ ngàng của đối thủ. Quốc Cường nổi tiếng từ thuở thiếu niên. Hồi đó ở Gia Lai, không ai là không biết Cường bởi thiếu niên này chỉ xài tiền đô và có những thứ đồ chơi mà bất cứ đứa học sinh phố núi nào thời đó cũng phải ao ước. Có lẽ biệt danh Cường Đô La cũng xuất hiện từ thời điểm này. Dù sống trong cuộc sống ngập tiền của, song Cường năm 11 tuổi được mô tả là một chàng trai nhút nhát, sống khép kín. Đam mê tốc độ đến với Cường vào năm 15 tuổi. Đến năm 16 tuổi, Cường được mẹ sắm cho chiếc mô tô đầu tiên đến từ thương hiệu Yamaha. Nhưng xe đó chỉ là để dạo phố, đi học. Cường có chiếc Matiz, một trong những chiếc ô tô khẳng định ra thế khủng của cậu ấm, được bà chủ Như Loan hết mực nuông chiều. Ngoài việc ăn chơi có tiếng thì Cường Đô La cũng là doanh nhân nắm giữ chức vụ quan trọng trong nhiều công ty thuộc gia đình mình quản lý. Điển hình là công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nhà Quốc Cường. Khi Quốc Cường Gia Lai lên sàn chứng khoán vào năm 2010 và công bố bản cáo bạch, nhiều người mới biết rằng Cường Đô La đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh từ năm 2004 và kiêm cả vai trò người công bố thông tin. Bước ngoặt khiến cho Cường thay đổi là thời gian công ty Quốc Cường Gia Lai gặp khủng hoảng về nợ ngân hàng cùng nhiều sự cố khác. Đồng thời, vị phó tổng giám đốc cũng chia tay mối tình lâu năm với ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sau thời gian khủng hoảng, công chúng thỉnh thoảng vẫn thấy Cường gắn với hình ảnh siêu xe cùng Car Passion, chương trình dành cho giới chơi siêu xe do Cường và đại gia Minh Nhựa Phạm Trần Nhật Minh cùng sáng lập vào năm 2011. Đến năm 2018, Nguyễn Quốc Cường bất ngờ từ chức phó tổng giám đốc, ra khỏi hội đồng quản trị của công ty Quốc Cường Gia Lai để tìm cho mình con đường riêng. Sau đó vào năm 2020, anh cũng tuyên bố không tiếp tục với Car Passion bởi có những mục tiêu đặc biệt khác cần tập trung hơn. Với con đường riêng ấy, Cường bắt đầu thành lập công ty bất động sản mang tên Tránh Nghĩa Quốc Cường vào ngày 25 tháng 9 năm 2018. Tránh Nghĩa Quốc Cường thời kỳ đầu là công ty con của Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ là 1.169 tỷ đồng. Trong đó Quốc Cường Gia Lai góp đến 873 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 74,68%. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2019, chỉ sau 4 tháng thành lập, Quốc Cường Gia Lai thông báo giảm tỷ lệ vốn góp tại đây và sau đó đã thoái vốn hoàn toàn. Vào tháng 6 năm 2020, Cường Đô La hé lộ về một ngành nghề kinh doanh mới là chuỗi rửa xe đúng cách mang tên Eurowash. Theo thông tin trên website, chuỗi này đã có 3 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh với giá rửa xe khởi điểm từ 120.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Với các dự án trên, Nguyễn Quốc Cường đang dần chứng minh cho công chúng thấy rằng mình thật sự là một doanh nhân, chứ không chỉ là tay chơi gắn với biệt danh Cường Đô La hay người thừa kế một gia đình giàu có. Với đam mê của mình, trong suốt nhiều năm, đại gia phố núi luôn khiến công chúng choáng ngợp với cuộc sống giàu sang, luôn xuất hiện trên những siêu xe đắt tiền. Nói đến siêu xe, Cường Đô La không chỉ sở hữu một mà còn hẳn một bộ sưu tập. Nếu quy đổi ra tiền mặt, chắc chắn sẽ là những con số cực khủng. Cường Đô La có niềm đam mê bất tận với những chiếc siêu xe. Chính vì thế, anh đã không tiếc bỏ ra một số tiền khủng để thỏa mãn cho niềm mơ ước. Vào năm 2007, anh là người Việt đầu tiên nhập siêu xe Lamborghini Gallardo. Anh đã gây nên một cuộc cạnh tranh ngầm trong giới siêu xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đến năm 2015, anh đã là người đầu tiên sở hữu siêu xe McLaren 570S. Chiếc xe này đã được nhập khẩu về Việt Nam sau đó không lâu khi nó được ra mắt trên thị trường quốc tế vào giữa năm 2015. Đến năm 2016, siêu xe Ferrari 488 GTB màu trắng đã về tay anh với giá khoảng 15 tỷ đồng tại Việt Nam. Sau đó là Ferrari F12 được nhập khẩu trực tiếp từ Dubai với bản độ duy nhất tại Việt Nam
được tính tới thời điểm vào năm 2021. Xe có giá ước tính khoảng 22 tỷ đồng, tính thêm các món đồ độ thêm cho chiếc siêu xe này. Ngoài ra, trong bộ sưu tập của anh còn có sự góp mặt của nhiều mẫu siêu xe khác. Chẳng hạn như phải kể đến chiếc Rolls-Royce chính hãng có giá khoảng 18 tỷ đồng. Nếu được trang bị thêm những phụ kiện thì xe có giá khoảng 21 tỷ đồng. Trong hành trình Car Passion năm 2019, Cường Đô La và vợ Đàm Thu Trang góp mặt với chiếc siêu xe R8V10 trị giá 14 tỷ đồng và chiếc McLaren 720S màu cam trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Mới nhất, nam doanh nhân trở thành người Việt đầu tiên tham gia hành trình siêu xe lớn nhất thế giới, Campo 3000. Chỉ tính riêng phí đăng ký cho hành trình của Cường Đô La đã lên đến 2,5 tỷ đồng. Siêu xe Ferrari SF90 Spider được mang đi khai chiến hơn 50 tỷ đồng. Khối tài sản khủng của gia tộc. Những ngày gần đây, thông tin về việc Quốc Cường Gia Lai, công ty của gia đình Cường Đô La phải bồi hoàn khoản tiền trị giá gần 3.000 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát của Chủ tịch Trương Mỹ Lan đã khiến dư luận xôn xao. Những thông tin liên quan đến vụ việc đã khiến mã cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai biến động bất ngờ. Theo đó, ngay khi bản án được công bố vào ngày 11 tháng 4, cổ phiếu QCG bất ngờ giảm nhẹ. Tuy nhiên, mã chứng khoán này nhanh chóng lấy lại đà tăng với sắc tím trong phiên giao dịch ngày sau đó, tức 12 tháng 4. Với đà tăng mạnh của cổ phiếu nắm giữ, khối tài sản của mẹ doanh nhân Cường Đô La đã vượt mốc 1.200 tỷ đồng, tăng mạnh so với cách đây một năm. Thống kê cho thấy, tính trong vòng một năm qua, cổ phiếu QCG đã tăng khoảng 200%, đưa vốn hóa công ty lên mức 3.467 tỷ đồng. Nhờ đó, tài sản của bà Nguyễn Thị Như Loan vượt mốc 1.200 tỷ đồng cùng đà tăng ấn tượng của cổ phiếu QCG. Mức tăng ấn tượng này cũng giúp khối tài sản của mẹ Cường Đô La có thêm hàng trăm tỷ đồng khi bà Loan đang trực tiếp nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG. Tính theo giá thị trường, nữ đại gia 64 tuổi đang trực tiếp sở hữu khối tài sản có giá trị hơn 1.284 tỷ đồng. Cùng với đà tăng mạnh của cổ phiếu, mới đây hội đồng quản trị của QCG đã công bố nghị quyết về việc bán toàn bộ cổ phần tại công ty liên kết là công ty cổ phần Quốc Cường Liên Á. Bà Nguyễn Thị Như Loan, thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, có trách nhiệm tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, toàn quyền quyết định nội dung, phương thức giao dịch. Theo công bố, Quốc Cường Liên Á hiện có vốn điều lệ 250 tỷ đồng và Quốc Cường Gia Lai ghi nhận giá gốc đầu tư gần 148 tỷ đồng, đang dự phòng giảm giá 1,5 tỷ đồng. Mức giá công ty muốn bán ra là khoảng 150 tỷ đồng, chênh cao hơn vài tỷ so với giá gốc đầu tư. Quốc Cường Liên Á được thành lập vào năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Người đại diện là ông Đào Quang Diệu. Hiện nay, ông này đang là trưởng ban kiểm soát của Quốc Cường Gia Lai. Năm 2023, công ty liên kết này lãi 2,9 tỷ đồng. Cải thiện hơn so với mức lỗ 427 triệu đồng của năm 2022. Nếu chuyển nhượng thành công, Quốc Cường Gia Lai còn sở hữu 3 công ty con, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Bến Du Thuyền Đà Nẵng sở hữu 95%, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thủy Điện Quốc Cường sở hữu 90%, công ty cổ phần Giai Việt sở hữu 50% và 2 công ty liên kết, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Phạm Gia sở hữu 43,81%, công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phúc sở hữu 34%. Thưa quý vị, phía sau bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, công ty Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG cùng loạt doanh nghiệp, cá nhân bất ngờ bị gieo tên liên quan đến nghĩa vụ tài chính trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát. Cụ thể, theo bản án sơ thẩm được tuyên ngày 11 tháng 4, trong số các bên phải nộp lại tiền, đáng chú ý có nữ đại gia Phan Thị Phương Thảo và công ty Phú An phải trả bà Trương Mỹ Lan 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng, hay công ty Hồng Phát phải trả lại hơn 2.300 tỷ đồng. Thế nhưng, tâm điểm của sự chú ý lại dồn nhiều nhất về Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG, doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch trên sàn. Quốc Cường Gia Lai bị buộc trả lại cho bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Giải mã sắc tím của QCG. Nói về mối quan hệ của Quốc Cường Gia Lai trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai vốn sở hữu dự án Phước Kiển có diện tích 91,6 ha nằm tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này đã ký biên bản hợp tác với công ty cổ phần đầu tư Sunny Island, gọi tắt là Sunny Island, công ty con của Vạn Thịnh Phát từ năm 2016 và bắt đầu khởi kiện từ cuối năm 2020. Thời điểm đó, siêu dự án Phước Kiển từng được ví như con bò sữa sẽ mang về 60.000 đến 70.000 tỷ doanh thu một năm cho Quốc Cường Gia Lai. Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử tuyên án buộc công ty Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Đồng thời,
công bố 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích khoảng 1 hectare, thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, sẽ giao cho C03 tiếp tục điều tra làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Thông tin tiếp tục giữ bất động sản tại Phước Kiển có vẻ là tin không tốt đối với Quốc Cường Gia Lai, khi tiền vẫn phải trả và dự án vẫn bị ngăn chặn. Tuy vậy, nếu nhìn kỹ, số bất động sản bị giữ chỉ tương đương với khoảng 1 hectare trong tổng số hơn 90 hectare của dự án. Các chuyên gia phân tích cho rằng số còn lại không được nhắc tới, tương ứng với khả năng hồ sơ giấy tờ cho phần diện tích còn lại này sẽ được C03 trả về cho Quốc Cường Gia Lai. Hơn nữa, Quốc Cường Gia Lai đã được dùng 2.882 tỷ đồng của Sunny Island từ năm 2017 đến nay, không phải trả lãi suất, giờ phải trả nguyên vẹn trở về, thì có phải là quá lợi? Dù phân tích thế nào thì vẫn không tránh khỏi thực trạng hiện nay, doanh nghiệp vốn điều lệ hơn 2.751 tỷ đồng như Quốc Cường Gia Lai, chỉ còn lại 28 tỷ đồng tiền mặt, không có các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Tình hình kinh doanh đang bết bát khi doanh thu năm 2023 đạt 432 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ và lãi sau thuế giảm sút 90%, chỉ còn hơn 3 tỷ đồng. Thực tế, phản ứng của thị trường khá bất ngờ khi cổ phiếu QCG vẫn tăng trần sau tin doanh nghiệp sắp phải chia tay với khoản tiền 2.882 tỷ đồng. Nếu làm phép so sánh, số tiền này gấp 100 lần số tiền mặt hiện có của công ty và chiếm khoảng 30% tổng tài sản, tính theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai. Đi tìm nguyên nhân khiến cho mã QCG tím lịm, giới chuyên gia phân tích về dòng tiền 2.882 tỷ đồng và thấy có thể tác động tích cực đến từ đây. Đây là số tiền Quốc Cường Gia Lai nhận từ Sunny Island theo hợp đồng hứa mua, hứa bán từ năm 2017 liên quan đến dự án Phước Kiển. Quốc Cường Gia Lai đã dùng số tiền này tất toán nợ sớm với BIDV, mã BID và còn hưởng lợi 237 tỷ đồng nhờ đàm phán giảm được 50% lãi suất. Ngoài ra, số tiền còn lại đổ vào dự án Phước Kiển, dùng 2.882 tỷ đồng từ năm 2017 đến nay, không phải trả lãi suất, là một trong những món hời mà Quốc Cường Gia Lai nhận được. Thực chất, số tiền 2.882 tỷ đồng vẫn đang treo trên báo cáo tài chính công ty như một khoản phải trả. Mối lo lâu nay của Quốc Cường Gia Lai là giấy tờ dự án. Dù có thời điểm trọng tài quốc tế VIAC phán quyết có lợi buộc Sunny Island trả lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ mà BIDV giải chấp liên quan đến dự án Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai, nhưng phía Sunny Island đã mang giấy tờ chuyển qua SCB. Khi vụ án Vạn Thịnh Phát xảy ra, số giấy tờ này lại bị C03 thu giữ. Theo thông tin phán quyết của hội đồng xét xử, chỉ có 16 bất động sản tương ứng với khoảng 1 hectare tiếp tục bị C03 quản lý, thì số còn lại không nhắc tới. Khả năng cao là đã hoàn trả giấy tờ cho phía QCG. Phân tích này có lẽ là động lực tác động lên cổ phiếu của QCG. Diễn biến thị trường chứng khoán vào phiên ngày 11 tháng 4, sau khi tin tức liên quan vừa ra, QCG phản ứng xấu giảm 3,91% từ mức 14.050 đồng trên một cổ phiếu về mức 13.500 đồng một cổ phiếu. Tuy vậy, ngay sau đó khi nhà đầu tư dần phân tích tác động, QCG đã có phiên tăng trần vào ngày 12 tháng 4 lên mức 14.400 đồng một cổ phiếu. Cả họ được nhờ. Mã QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng, kéo theo khối tài sản khổng lồ của CEO Nguyễn Thị Như Loan gia tăng đáng kể. Mẹ của thiếu gia Nguyễn Quốc Cường, hay còn được biết đến là Cường Đô La, hiện là cổ đông lớn nhất, sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương với tỷ lệ 37,05%. Phiên tăng trần ngày 12 tháng 4 vừa qua, bà Như Loan đã bỏ túi thêm gần 92 tỷ đồng. Khối tài sản của bà Loan áp sát với mức 1.500 tỷ đồng. Những người liên quan trong gia đình bà Như Loan cũng gia tăng đáng kể khối tài sản. Ví dụ con gái Nguyễn Ngọc Huyền My sở hữu hơn 39,3 triệu cổ phiếu QCG, giá trị tài sản vừa tăng thêm khoảng 35 tỷ đồng lên mức 567 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lầu Đức Duy, con rể của bà Loan cũng hân hoan bỏ túi thêm gần chục tỷ đồng, đưa khối tài sản tính bằng giá trị cổ phiếu QCG lên trên mức 151 tỷ đồng. Những người thân quen trong nhà bà Nguyễn Thị Như Loan như hai cô em gái Ánh Nguyệt và Bích Thủy cùng những người em rể cũng đều đã bỏ túi thêm hàng tỷ đồng.